Mọi người chuẩn bị cho Phạm Vinh là một cái cây tăm. Sau đó mọi người chọt vào cái phần trên là gọi là loa trên nha cả nhà. Mọi người chọt chọt, mọi người cậy cái phần bụi nó đóng ở bên ngoài cái lưới này, lưới trắng của cái loa mọi người. Sau khi chọt xong rồi các bạn dùng bàn chải này, các bạn cọ sạch đi. Đó, như thế này nha cả nhà. Và dưới, ở dưới chính là cái phần mic này cả nhà. Nó không có loa và mic tùy theo mỗi loa điện thoại, chúng ta cũng cứ vệ sinh như vậy á các bạn. Cứ lấy tăm và chúng ta chọt cậy bụi ra, sau đó dùng cái bốt đánh răng chúng ta cọ sát để cho bụi nó bay đi nè mọi người. Đó, đây là cái mic của điện thoại này. Khi các bạn nói thì nó sẽ hút vào để người ta phía đầu dây bên kia người ta nghe rõ, thì mọi người cậy bụi ra, mọi người cứ vệ sinh như Phạm Vinh hướng dẫn nha. Cái việc này nó khá là đơn giản, cái mèo mèo này nó đơn giản mà nó rất là hiệu quả nha cả nhà. Đôi lúc chúng ta bận rộn công việc cho nên chúng ta không có chú ý đến những cái mèo nhỏ nhỏ này, chúng ta bỏ bơ cái điện thoại chúng ta, dần dần nó sẽ hư đi mà chúng ta không biết nguyên nhân điều gì ha. Thì ở trên này cái lỗ đây chính là cái mic gọi Zalo này mọi người. Mọi người nên vệ sinh cái này, khi gọi Zalo thì phía bên kia người ta sẽ nghe rõ to hơn nha cả nhà. Đó, thì kỹ thuật nó rất đơn giản. Và tiếp theo mọi người cũng nên vệ sinh cái đường viền của màn hình cảm ứng nha. Mọi người đặt cây tăm vào cái đường rãnh này, mọi người đẩy lên, chúng ta vệ sinh. Thì lâu lâu chúng ta cứ vệ sinh như thế này thì điện thoại chúng ta sẽ rất là tốt, nghe rất là rõ nha cả nhà. Đây là một cái mẹo hay, nó đơn giản mà Phạm Vinh muốn chia sẻ trên kênh Phạm Vinh Channel. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau ạ.